vấp phải nhiều lời chế giễu, tân binh đội tuyển Mỹ đáp trả đầy ấn tượng. Cầu thủ 21 tuổi Kenan Johnson là sự thay thế vấp phải nhiều nghi hoặc. Tuy nhiên, anh đã có màn chào sân đầy ấn tượng, làm mát mặt ông thầy Greg Popovich. Một trong những dấu ấn tích cực của đội tuyển Mỹ trong chiến thắng trước Tây Ban Nha chính là màn ra sân ấn tượng của cầu thủ trẻ Kenan Johnson. Sau 17 phút thi đấu, cầu thủ thuộc biên chế San Antonio Spurs có cho mình 15 điểm, 7/9 field goal, cùng 3 rebound, 2 steal và 1 block. Tuy nhiên trước trận đấu này, Kenan Johnson gặp phải rất nhiều khó khăn trong câu chuyện lên tuyển. Anh là người thay thế cho Bradley Beal nhưng lại không nhận được sự đồng tình của những người hâm mộ Mỹ. Đa số người cho rằng huấn luyện viên Greg Popovich nên trao cơ hội cho Trae Young thay vì ưu ái sử dụng cậu học trò của mình tại San Antonio Spurs. Tuy nhiên, ông thầy 72 tuổi vẫn không lại chuyển quyết định của mình. Đáp lại sự kỳ vọng đó, Kenan Johnson đã thi đấu đầy ấn tượng. Trong thời điểm thế trận cân bằng ở hiệp 3, chính sự xuất hiện của cầu thủ 21 tuổi giúp cho đội tuyển Mỹ cởi bỏ được nút thắt và vượt lên đối thủ. Kenan Johnson chia sẻ sau khi ghi 10 điểm trong hiệp đấu này. Thành thật mà nói, tôi chỉ làm công việc của mình. Tôi chỉ ra sân với tư cách một cầu thủ có nhiều nghị lực. Trong hiệp 3, chúng tôi cần sự đột phá và huấn luyện viên đã đặt niềm tin vào tôi. Mùa này mới chỉ là mùa giải thứ 2 tại NBA của Kenan Johnson. Cầu thủ cao 2m01 mới chỉ 21 tuổi và anh phải giữ được sự khiêm tốn khi vẫn còn nhiều thử thách trước mắt. Sau mùa giải 2019-2020, chỉ được thi đấu 17 trận. Tới mùa giải này, anh đã nhận được sự tin tưởng rất lớn của huấn luyện viên Greg Popovich. Kenan Johnson ra sân 69 trận mùa này với trung bình 28,5 phút thi đấu. Anh có trung bình 12,8 điểm và 6 rebound mỗi trận. Đó là những con số tạo nên niềm tin để huấn luyện viên Greg Popovich quyết định triệu tập anh vào đội tuyển Mỹ cùng với những siêu sao khác như Kevin Durant, Jason Tatum hay Damian Lillard. Đối với tài năng sinh năm 1999, anh chưa để lại bất cứ dấu ấn đặc biệt nào tại NBA. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở mùa giải vừa qua, cùng con mắt nhìn người sắc bén của huấn luyện viên Greg Popovich, Kenan Johnson có thể là cái tên làm nên nhiều điều thú vị tại Olympic sắp tới.